Chào mừng quý phụ huynh và các em học sinh tham gia lớp học trực tuyến lớp 1 môn tiếng Việt. Hôm nay chúng ta sẽ học bài mới với hai vần UI nhờ UN và UI chờ UX. Bây giờ các em hãy quan sát tranh. Cô có một bức tranh. Cô đố các em người cha trong bức tranh này đang làm gì? Người cha trong bức tranh này đang chỉ con mình học bài. Thì ở trường, người hướng dẫn các em học bài là thầy cô, còn ở nhà, người hướng dẫn các em chính là cha mẹ. Ở đây, cha mẹ gọi là phụ huynh. Từ bức tranh này, cô có từ phụ huynh. Trong từ phụ huynh có tiếng phụ chúng ta đã được học rồi. Tiếng còn lại chúng ta sẽ tìm hiểu ngày hôm nay, đó chính là tiếng huynh. Trong tiếng huynh có âm hờ chúng ta đã được học rồi. Vậy vần còn lại chúng ta sẽ tìm hiểu chính là vần UN. Các em quan sát thấy vần UN gồm 3 âm, đó là âm U đứng đầu, âm Y dài ở giữa và âm Ngờ đứng sau. Bây giờ các em quan sát và lắng nghe cô đọc mẫu. Khi đọc thì chúng ta cố gắng phát âm tròn môi vần UN nhé. U Y nhờ UN, hờ UN huynh, phụ huynh. Sau khi lắng nghe cô đọc thì các em hãy tự đọc lại nhé. Trong vần UN, nếu cô thay âm Ngờ ở cuối bằng âm chờ thì cô sẽ được vần mới, đó chính là vần UI chờ UX. Từ vần UX, cô thêm âm hờ ở đầu và dấu nặng ở dưới âm Y dài thì cô sẽ được tiếng mới là tiếng Huỵch và cô có từ mới là từ Ngã Huỵch. Các em lắng nghe cô đọc. U y chờ út, hờ ít huỵch nặng huỵch, ngã huỵch. Sau khi lắng nghe cô đọc thì các em hãy tự đọc lại các âm vần và các từ ứng dụng này nhé. Các em quan sát thấy cô có một bức tranh. Bức tranh này chỉ rằng vì đường trơn nên bạn nam đã bị ngã, và ngã huỵch nghĩa là phát ra tiếng động rất mạnh, làm cho ta rất đau. Khi các em vui chơi hay đi lại thì các em phải chú ý là cẩn thận, kẻo bị té ngã như bạn nam này nhé. Bây giờ chúng ta hãy cùng so sánh xem giữa vần UN và vần UX có điểm gì giống và khác nhau. Điểm giống nhau, vần UN đều và vần UX đều có âm U đứng đầu và âm Y dài ở giữa. Còn khác nhau, vần UN thì có âm Nhờ đứng cuối và vần UX thì có âm Chờ đứng cuối. Bây giờ các em hãy cùng lắng nghe cô đọc lại các từ và các âm vần này một lần. U Y nhờ UN, hờ UN huynh, phụ huynh. U y chờ út, hờ ít hít nặng huỵch, ngã huỵch. Chúng ta sang hoạt động tiếp theo, đó là viết bảng. Các em sẽ lần lượt viết các vần u y nhờ UN, u y chờ út, từ phụ huynh cũng như là từ ngã huỵch. Và khi viết thì chúng ta cần phải ngồi đúng tư thế. Và trước khi viết các em hãy quan sát chữ mẫu thật cẩn thận và chú ý mình viết đúng độ cao và khoảng cách giữa các con chữ các em nhé. Trước khi chuyển sang hoạt động kế tiếp, cô mời các em cùng giải lao trong giây lát. Bây giờ chúng ta sẽ luyện đọc các từ ứng dụng. Cô có tất cả 4 từ ứng dụng. Các em sẽ cùng cô lần lượt đọc các từ này nhé. Lính quýnh. Trong từ lính quýnh có tiếng lính và tiếng quýnh. Chứa, vần UN chúng ta vừa mới học. Quỳnh tay. Trong từ quỳnh tay có tiếng quỳnh chứa vần UN chúng ta vừa mới học. Huỳnh huỵch. Trong từ huỳnh huỵch, tiếng huỳnh và tiếng huỵch đều chứa những vần mà chúng ta vừa mới học. Quỳnh ụt. Trong từ uỳnh ụt có tiếng uỳnh và tiếng ụt đều chứa vần mà chúng ta vừa mới học. Bây giờ các em cùng đọc lại các từ này. Luýnh quýnh, huỳnh tây, huỳnh ụt, uỳnh ụt.
Cô vừa hướng dẫn cho các em luyện đọc các từ ứng dụng. Bây giờ chúng ta sẽ sang hoạt động kế tiếp. Trước khi chuyển sang hoạt động kế tiếp thì cô sẽ cho các em quan sát các bức tranh để hiểu rõ hơn về các từ ứng dụng. Cô có bức tranh và bức tranh này chỉ từ lính quýnh. Lính quýnh có nghĩa là chúng ta lúng túng, vụng về do mất bình tĩnh về một việc gì đó. Đây là hình ảnh khuỳnh tay, là một động tác chống hông. Huỳnh huỵch có nghĩa là tiếng đập mạnh và đánh mạnh liên tục, ví dụ như đấm đá nhau huỳnh huỵch. Huỳnh ịch có nghĩa là mình chạy và tạo ra tiếng động to, ví dụ như trong giờ ra chơi, học sinh chạy huỳnh ịch. Bây giờ chúng ta sẽ luyện đọc các câu ứng dụng. Các em quan sát bức tranh và ta thấy rằng các bạn nhỏ trong bức tranh này đang trồng cây và chăm sóc cây xanh. Từ bức tranh này cô có một đoạn văn. Và trong đoạn văn thì chúng ta có hai câu. Khi đọc thì các em chú ý là ngắt nghỉ hơi đúng chỗ khi gặp dấu phẩy và dấu chấm các em nhé. Bây giờ các em lắng nghe cô đọc trước một lần. Thứ năm vừa qua, lớp em tổ chức lao động trồng cây. Cây sống được các bác phụ huynh đưa từ vườn ôm về. Và các em thấy rằng trong đoạn văn này có tiếng huynh chứa vần huynh mà chúng ta vừa mới học. Sau khi lắng nghe cô đọc xong, thì các em hãy tự đọc lại đoạn văn này nhé. Trước khi kết thúc tiết học, cô mời các em cùng cô đọc lại toàn bài. U y nhờ huynh, hờ in huynh, phụ huynh. U y chờ ít, hờ ít vít nặng hụt, ngã hụt. Lính quýnh, khuỳnh tay, huỳnh hụt, huỳnh ịch. Thứ năm vừa qua, lớp em tổ chức lao động trồng cây. Cây sống được các bác phụ huynh đưa từ vườn ươm về. Cô vừa hướng dẫn cho các em luyện đọc bài U y nhờ in và U y chờ ít. Các em hãy luyện đọc lại bài cũng như là luyện viết nhiều lần và chuẩn bị tiết học sau nhé. Tiết học hôm nay đến đây là kết thúc. Cô chúc các em luôn cho ngoan học giỏi. Hẹn gặp lại các em vào tiết học lần sau.